thân mến, chào mừng các bạn quay trở lại với Top Sao Hoa và như thường lệ ngay sau đây hãy cùng mình nắm bắt những tin tức đáng chú ý có trong ngày. Bên cạnh những nữ chính hiền lành, thiện lương, nhân vật phản diện cũng là yếu tố đắt giá, làm nên thành công của tác phẩm. Trong đó, không ít mỹ nhân Hoa ngữ đã thử sức với kiểu vai diễn mưu mô ác độc trên màn ảnh, khiến khán giả phải lạnh gáy vì diễn xuất đỉnh cao. Thứ nhất, Dương Mịch. Người hâm mộ đã quen thuộc với hình ảnh kiên cường mạnh mẽ của Dương Mịch trong các bộ phim đại nữ chủ. Thế nhưng cũng không ít lần nữ diễn viên thử sức với các vai diễn phản diện như là nàng hoa ảnh, nữ gián điệp độc ác có bề ngoài giống hệt nữ chính, Tình Xuyên trong Cung Tỏa Tâm Ngọc, hay như vai huyền nữ nham hiểm mưu mô khi dùng phép thuật giả trang thành Bạch Thiện trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Ánh mắt sắc lẹm đối lập với khuôn mặt trong sáng thánh thiện, Dương Mịch nhận được nhiều lời khen ngợi khi lột tả được dáng vẻ không dễ chơi của nhân vật giống hệt Trà Xanh phiên bản lật mặt. Thứ hai, Trương Gia Nghê. Nổi đình nổi đám sau thành công của bộ phim Diên Hy Công Lược, Trương Gia Nghê từng nhận nhiều gạch đá vì diễn xuất quá đạt vai thuận tần xinh đẹp nhưng mưu mô hiểm độc. Với vẻ đẹp sắc sảo, cách diễn xuất bằng ánh mắt tốt, Trương Gia Nghê gây ấn tượng mạnh khi hóa thân thành ác nữ từ Cấm Thành. Thứ ba, Lưu Diệu Phi. Khiến biết bao người xao xuyến với vẻ đẹp trong sáng mong manh, khí chất thoát tục, thật khó mà tưởng tượng nổi Lưu Diệu Phi sẽ vào vai ác nhân trên màn ảnh. Sau hơn một thập kỷ vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, thần tiên Tỷ Tỷ tái xuất với hai vai diễn đối lập trong Nam Yên Trai Bút Lục. Bên cạnh nàng Lục Mạn Xanh trong sáng bí ẩn, nữ diễn viên còn thể hiện một Dạ Ma La nhiều toan tính. Thứ tư, Trương Tử Phong. Là diễn viên trẻ đầy tiềm năng của showbiz Hoa ngữ, Trương Tử Phong được khán giả cũng như giới chuyên môn đánh giá cao về diễn xuất. Có gương mặt thanh thuần đáng yêu nhưng mỹ nhân 10X vẫn dễ dàng khiến khán giả sởn gai ốc với nụ cười đầy ám ảnh trong bộ phim Thám Tử Phố Tàu. Chúng mình là Top Sao Hoa và cảm ơn bạn đã theo dõi video này và đừng quên ấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để nắm bắt những tin tức mới nhất có trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!